Ok, và như hôm nọ mình đã làm về cái con Gardener này thì hôm đấy mình bảo là sẽ chơi con này kết hợp với lại con Farmer. Thì thử xem hai con này kết hợp với nhau nó sẽ như thế nào, bởi vì cái con Gardener này nó có cái tính chất là sẽ luôn luôn xuất hiện cái garden ở trong shop, mà lại chơi nếu như mà chơi kết hợp cùng với lại con Farmer thì sẽ rất là nhiều quả và được cộng rất là nhiều hai vết tinh. Thì thử xem anh em mình kết hợp hai con này nó sẽ như thế nào anh em nhé. Ok, Gardener này bắt đầu với một garden và shop sẽ luôn luôn bán garden này. Hai vết tinh sẽ được cộng 12 với mỗi một công trình mà mình có này. Garden sẽ được cộng 100% giá trị này, trừ hai máu hồi khi mà nhặt quả này, trang kỹ sư bị giảm 50% và sẽ cho kết hợp với lại con farmer. Và farmer thì đương nhiên là nó sẽ là đây, cộng 22 vết tinh lúc đầu đầu game này, hai vết tinh ở cuối wave sẽ được cộng thêm 3% này, cộng 12 vết tinh khi mà nhặt quả này, trừ 50% ở siêu drop này. Ok, hai con này sẽ chơi thiên về hai vết tinh. Và đương nhiên là mình sẽ chơi cái kìm anh em nhá. Chơi cái kìm là hợp lý nhất. Sao mà nhặt quả à? Nếu như mà nhiều garden rồi thì thôi không cần phải lấy cái gì thêm nữa nhá. Anh em mình lấy thêm cái kinh nghiệm thì thôi. Đấy, như thế thôi đủ rồi. Rồi ok. Quay 1 này. Nếu như mà cái tính chất mà cái garden luôn luôn xuất hiện trong shop mà nó không bị lỗi thì anh em mình sẽ có khả năng mua được rất nhiều những cái garden nha anh em nhá. Nhưng nếu như mà nó bị lỗi giống như kiểu cái bait của con Fisherman thì lại hơi khoai đấy. Sổ level lên kìa. Đam thì thôi nhá, lấy thêm tí tốc chạy này. Lấy thêm tí attack speed này. Lấy thêm tí attack speed nữa này. Hồi máu thì thôi nhá, attack speed nữa này. Cái này lấy thêm 10 attack speed đi. Mấy cái quay đây rồi. Thế thì cái này nó không bị lỗi. Ok, cái garden này nó không bị lỗi giống như kiểu là cái bait của con Fisherman. Ok phết nhở. Không bị lỗi như này lại ngon. Càng nhiều garden thì tí nữa mình sẽ có càng nhiều hai vết tinh, bởi vì con farmer kia cứ nhặt quả là được tăng hai vết tinh. Nên là hai vết tinh mình dự đoán là cái trận này nó sẽ cực kỳ nhiều đấy. Cứ mỗi một quay là nếu như mà mình có đủ cái lượng mà cereal ấy thì mình sẽ mua được tối đa đâu đấy khoảng ít nhất nhá. Ít nhất là tối thiểu chứ. Tối thiểu là nếu như mà có đủ đủ thì ít nhất thì sẽ mua được một cái. Còn nhiều nhất thì có thể mua được vô số luôn ấy, nếu như mà có nhiều material. Mà có nhiều harvesting như này thì cái số lượng material nó tăng lên thì cũng nó cũng gọi là khá nhiều đấy. Thì anh em nhìn harvesting này tăng rất là nhanh luôn nhá. Rồi chúng ta sẽ kiếm mấy cái chỉ số attack speed này. Thêm tí máu đi, này thêm tí giáp đi. Cái này thêm tí attack speed nữa đi. Rồi, garden này, một cái garden à. Mấy cái quay đầu tiên thì chưa có nhiều harvesting, nhưng chưa có nhiều mật sư đồ đâu, nên là chỉ mua được một hai cái thôi. Với lại con farmer kia khi mà anh em mình chơi thì nó bị giảm đến 50% mật sư đồ drop nữa, cho nên là nó sẽ ít mật sư đồ. Nói chung là chơi cái kiểu này thì sẽ dựa phụ thuộc hoàn toàn vào harvesting, chứ không chơi theo kiểu nhặt mật sư đồ nữa. Mà tính ra bây giờ mình cứ nói mật sư đồ thì nó lại hơi dài nhỉ. Đọc nhanh nhanh là tiền đi cho nhanh. 211 hai vết tinh rồi này. Đọc luôn là tiền cho nó nhanh, giờ kiểu là nhặt tiền cho nó nhanh nhỉ. Một garden nữa này. Lock garden này lại này. Một cái garden nữa này. Một cái garden nữa này. Rồi ok, quay 4 này. Chắc phải bắt đầu từ mấy quay sau, khoảng quay 5 trở đi thì bắt đầu mới có nhiều nhiều material. Bây giờ nhiều tiền để mua thêm cái garden nhiều hơn. Chứ mấy quay đầu tiên thì hơi ít tiền. Ấy, ấy. Nói chung là đánh cũng ổn phết đấy chứ, không đến nỗi là khó khăn lắm đâu. Bởi vì lúc đầu game mình đã lấy ba cái item tăng level như thế kia rồi thì nó sẽ nhiều 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 nhiều, nhiều level lắm. Sao lấy chỉ số luôn. Đây là mình còn không thèm lấy cái vương miện đấy nhá. Nếu như mà mình lấy cái vương miện để mình ngồi mình tăng cái harvesting thật nhiều ấy thì nó còn ghê gớm nữa cơ. Nhưng mà đây là mình không lấy cái đấy đấy. Chứ mình mà lấy cái đấy nữa thì thôi. Cứ lấy thêm khoảng ba cái vương miện như thế nữa thì có mà nó tăng harvesting thì ối rồi ôi luôn. Có mà ngồi để khóc. Bảo lúc đấy lại ngồi bảo là sao nhiều chỉ số thế, nhiều level thế. Lại ngồi khóc xong bắt đầu là bảo là lấy mãi không hết cái lúc mà lên level ấy. Nó lên level cực kỳ nhiều luôn ấy, bởi vì cái số lượng hai vết tinh nó nhiều. Đấy, lúc ấy lại ngồi khóc là ôi rồi sắp hỏng chuột rồi, thế thì thôi.
khỏi bàn luôn đấy. Rồi, rồi. Chiến đét, chiến đét. Ok, chiến đét. Chiến đét, chiến đét. Vẫn ok, vẫn ok. Chưa ngán một cái gì cả. Rồi. Hơn 320 tinh. 360 mấy rồi này. 9 nha tránh. Cái này lấy thêm 3 giáp này. 15% attack speed này. Thêm một cái này, một cái này này. Thêm một garden nữa này. Garden lock lại này. Mua cái kìm này. Chưa, quay 6 này vẫn chưa đến cái mức là nhiều 20 tinh lắm đâu. Phải mấy quay nữa, tầm quay 10 ấy. Quay 10 trở đi bắt đầu mới lắm 20 tinh. Anh em mà chơi cặp đôi này ấy, nếu như mà muốn thử trải nghiệm cái cảm giác mà cực kỳ nhiều 20 tinh nhá, lên level anh em ngồi đến kiểu phát ngán cái gì thôi ấy, thì anh em lấy ba cái vương miện lúc đầu tiên cho mình, cái crown mà cộng 8% 20 tinh ấy. Đấy, khi mà kết thúc quay nó sẽ cộng 8% 20 tinh ấy. 3 cái là bao nhiêu? 38 là 24% 20 tinh, cộng thêm 3% của con farmer nữa là mỗi một quay anh em mình lên được khoảng đâu đấy khoảng 27% 20 tinh. Thì lúc đấy thì thôi, cái lượng 20 tinh nó tăng nó gọi là điên cuồng luôn. Anh em mình thang hồ mà ngồi mà lấy level cái các thứ này nó gọi là điên luôn ấy. Chứ mình đây thì mình không muốn lấy, bởi vì lấy thì cũng được thôi, nhưng mà lấy thì sợ là ngồi kiểu lúc mà nó nhiều harvest tinh quá, ngồi mà zone và lấy chỉ số cái lúc mà lên level thì nó mất thời gian lắm. Mình làm video mà, nên là tiết kiệm thời gian nhất có thể để cho cái video nó đỡ dài thôi. Chứ như trước cái đợt nào ấy, mình làm một cái video mà full harvest tinh ấy, nhiều harvest tinh cực kỳ luôn ấy. Lúc đấy ngồi ấn lấy chỉ số cái thứ của lúc lên level thì ối rồi ôi luôn. Không thể tin được luôn ấy. Nó lên cái mức mà cứ nhéo mãi không hết cái tiếng lên chỉ số luôn mà. Sợ thật ấy. Mà đợt đấy kiểu chơi hòm lên bâu đúng không nhở? Ừ. Xong là lên chỉ số cái thứ lấy level xong là hòm nó ra cũng nhiều nữa chứ. Ngồi ấn hòm với lại ấn lên chỉ số level thôi thấy mệt luôn rồi. Hỏng luôn cả con chuột luôn cơ mà các bạn. Hỏng luôn cả con chuột cơ mà. Ê, nó mới ghê chứ. Rồi, cái này thì bỏ này. Cái này thì lấy thêm 15 lắc đi. Hên xui nó sẽ ra thêm đồ ngon. Cái này thì lấy thêm 3 hút máu. Một garden. Một cái kìm này giữ lại. Một garden thì giữ lại. Ok, một garden thì giữ lại nữa này. Đấy, ngon. Quay 8 rồi này. Cứ thông thả đi nhặt quả để tăng 20 tinh thôi. Còn kệ chúng nó muốn làm gì làm. Công việc chính của mình bây giờ là đi nhặt quả để tăng 20 tinh. Thế thôi. Còn nếu như mà không nhặt được hết thì đến cuối quay nó sẽ tự hút. Nó cũng sẽ tự tăng. Không đi đâu mà thiệt cả. Bình tĩnh thôi. Làm gì căng mấy chế. Bình tĩnh. Anh là đau phết. Như nào. Xôi. Không sao cả. Đánh tốt. Không sao cả. Rồi ok, 600 720 tinh chưa? 764 rồi. Ghê vãi xưởng cho nhờ. Máu 9 máu, cái này lấy 12 speed để chạy cho nó nhanh này. Một cái kìm tím này. Mua cả 3 cái này luôn này. Đấy. Cái này lóc lại này, cái này thêm này. Ok, quay 9 này. Quay 9 này đông quái, để xem là đông đến cái mức nào nào. Này vẫn ít à, mình có từ nãy giờ mình có lấy cái item nào để tăng số lượng quái đâu. Nên là quái nó cũng ít thôi, không đến cái mức là nhiều đâu. Cái số lượng garden của mình nó còn nhiều hơn số lượng quái ấy chứ. Mình nhớ là ở cái tập lần trước mà mình làm nguyên về cái con gardener kia thì nó là ra được bao nhiêu cái kìm ấy nhỉ? Mình mua hình như là 60 mấy cái kìm đúng không? Thì thử xem là cái trận này mình có mua qua được cái kỷ lục là 6 mấy cái kìm hay không. Thử xem là lên được khoảng 100 cái kìm không. Mình nghĩ là nếu như mà chơi kết hợp với con farmer này khả năng là lên được ấy. Bởi vì con farmer này nó cũng tăng cái lượng harvesting nữa, nên là cũng càng nhiều tiền hơn thì có khả năng là mua được nhiều hơn. Giờ mới đang là quay 9 thôi. Đấy, cộng harvesting liên tục đây này. Cứ càng nhiều harvesting là càng nhiều tiền. Đấy, mà chưa kể level nó lên cũng nhiều nữa chứ.
Quay 9 mà level 31 rồi này. Bỏ cái này đi. Cái này lấy 9 né tránh. Cái này lấy hút máu. Cái này lấy 4 giáp. Một cái kìm tím nữa. Ok, kìm tím luôn. Ây, 18 cái garden rồi này. 18 garden, 20 garden này. 22 này. 23 này. Ok, 23 garden rồi. Rồi, quay tiếp theo quay 10 này. Hơn 1.200 vết tinh rồi. Bắt đầu từ những cái quay như này nó mới tăng với nhanh này. Giờ mà có thêm cái vương miện nữa thì tuyệt vời nhỉ. Có thêm cái vương miện nữa, mỗi quay tăng thêm 8% 2 vết tinh nữa là 11% là ngon đấy. Nhưng mà phải hên xui cơ thì nó mới ra được. Nó ra được cái vương miện thì ngon quá, nhưng mà sợ nó không ra chứ. Bởi vì cần phải có thêm may mắn nữa. Mà kể cả có nhiều may mắn mà không hên thì nó cũng không ra đâu à. Phải hên cơ. Trước có cái mod có cái mod gì nhỉ? Ru cái mod gì mà cộng thêm 10% harvesting ở cuối quay ấy. Có được thêm cái item đấy nữa thì cũng ngon đấy. Kinh khủng luôn đấy. Nhưng mà mấy cái mod đấy mình giờ mình sợ mình không dám cài rồi. Cái mod đấy mới là cái mod VLM. Cái mod mà có mấy cái con như kiểu nhân vật hoạt hình anime cái thứ ấy. Đấy, bây giờ mình sợ mình không dám cài mấy cái mod đấy rồi. Cài vào sợ bị crack game lắm nên là không dám cài. 20 lắc này, 4 giáp. Cái này zone để lấy thêm 15 lắc nữa không? 15% attack speed. 15 lắc nữa, ok. Lấy lắc để cho nó ra được mấy cái item mà mình cần đấy mà. Cái này được này. Cái này được này, cái này mua được này. 300 thêm một cái này nữa này, thêm một cái này nữa này. Lock lại cái này này. Kể cả bây giờ mình lấy mấy cái công trình mà nó không phải là garden thì mình cũng được tăng 2 vết tinh anh em nhá. Cái con gardener kia nó có cái tính chất là cộng 12 vết tinh cho mỗi một công trình mà mình sở hữu. Cho nên là anh em mình lấy kể cả những cái công trình không phải là garden thì nó vẫn cộng thêm cho mình 2 vết tinh anh em nhá. Nên là càng nhiều công trình càng tốt. Chơi cái kiểu này đúng là lấy tiền để đè quái rồi đi. Chứ còn máu với các thứ thì nó cũng không phải là quá nhiều. Đúng rồi, bây giờ chỉ lấy tiền đè quái thôi. Tiền nhiều nên là đè được hết luôn đấy. Chỉ số cái thứ sẽ được mua cái thứ đồ cái thứ là ngon hết luôn. Nên là đúng là lấy tiền đè quái luôn. Đây, 2 vết tinh thì cộng liên tục này. 2 vết tinh đúng là lên liên tục luôn đấy. Bây giờ là hơn 1.200 vết tinh rồi. Mỗi một quay lên đấy lên cũng được khá level đấy chứ. Kinh nghiệm mấy cái thứ là ok. Rồi ok đấy, vẫn lên được 3 level này. Cái này bỏ này. Cái này bỏ này, bỏ này. Cái này 3 giáp à. Ok, lấy 3 giáp, 15 lắc này. Lấy thêm lắc để cho nó ra những cái chỉ số đẹp hơn, những cái item ngon hơn. Này, garden này, garden này, garden này. 1.500 harvesting rồi nhá. 1.500 harvesting. Ok, lock cái này lại, lock cái này lại, lock cái này lại này, quay 12 này. Ôi trời ơi, trồng cái garden này. Lắm thế, nhiều thế. Ok, cả bây giờ nhá. Mà mình lấy được cái item mà nó có cái tính chất là ăn quả đã có thể gây đam nổ ấy, là cũng gây đam nổ liên tục đấy. Ừ. Mình còn bảo với anh em được cái video mà mình làm về con Gardener kia. Mình còn bảo với anh em mà kết hợp từ con Gardener này với lại con Glowstone. Cái con mà ăn quả cái đam nổ ấy. Đấy. Chơi thêm con đấy nữa thì cũng kết hợp thêm với con đấy nữa là cũng kinh khủng đấy. Nổ liên tục đấy. Mà lắm quả như thế này thì cái đam nổ của nó cũng được cộng nhiều cơ. Bởi vì con Glowstone đấy nó được cộng thêm cả đam nổ khi mà ăn quả nữa. Ui anh em nhìn này. Ác chưa? Quái cũng đông được phết đấy nhá, không phải ít đâu. Ui. Trông này. Quái lao vào mình liên tục luôn. Nhưng mà mình không sợ, nhiều quả lắm. Mình ăn cái là hồi máu ngay à. Mặc dù là chỉ được hồi một máu với mỗi một quả thôi nhưng mà không sao. Thế là cũng quá đủ rồi. 20% attack speed. 12 né tránh. Cái này lấy 20 lắc nữa này. Cái này lấy thêm xem là ra được hồi máu không. Hồi máu hay là hút máu gì không? 20 lắc. Ra thêm mấy tí hút máu đi.
cần thêm tí hút máu để cho nó 50 máu thì hội được. Một cái này garden nữa này, thêm cây, thêm quái này. Này cái này này. Thêm cái này nữa này, thêm một công trình này nữa này. Thêm cái này này. Lock cái này lại này. Ok, quân 13 này. Gần 2000 harvesting rồi nhá. Mỗi một quay được quá nhiều harvesting nó cộng vào luôn đấy. Quả nhiều như này cơ mà sao nó cộng chả lắm harvesting. Này phải lấy thêm nhiều hồi máu ấy. Anh em chịu khó lấy thêm nhiều hồi máu nữa để cho cái máu của mình nó luôn luôn đầy ấy. Thì lúc nào nhặt quả mình cũng được cộng harvesting thì nó mới tối ưu. Thì nếu như mà không có nhiều hồi máu thì khi mà anh em mình không đầy máu ấy là nhặt quả nó không được cộng harvesting đâu. Nên là có gì lấy thêm cả hồi máu nữa anh em nhá. Hút máu thì cũng được thôi nhưng mà tối ưu thì để lấy hồi máu thì tối ưu hơn. Bởi vì nó sẽ chủ động hồi máu cho mình hơn là cái việc là hút máu. Hút máu thì mình cứ phải đánh quái thì mình có thể hút máu được. Còn cái hồi máu thì nó hồi liên tục luôn. Cứ mất máu là nó hồi. Nó không cần phải đánh quái. Ấy, hám tình nó cộng rồi này. Rồi, ấy, quả nó cộng cái kia cơ mà. Cái này bỏ đi, 2200 hai vết tinh rồi nhá. Cái này lấy thêm như mình đã bảo ấy, chắc là mình sẽ lấy cái hồi máu đi nhá. Hồi máu để cho nó chủ động hồi máu hơn. Đây. Cái này thì roll xem nào. Roll xem nào. Hút máu đỏ này. Nói chung chỉ số đỏ nó đẹp như thế thì phải lấy thôi. Hồi máu này. Cái này lấy thêm 9 speed nữa nhỉ. Chạy cho nhanh hơn một chút. Thêm một cái này này. Cái này thêm một cái này này. Sai nổ thì mình không lấy bởi vì mình không chơi sai nổ. Không chơi cái vũ khí nào nó gây đam nổ cả. Cái này được này. 48 garden rồi. Khéo là trận này đúng là phá được cái 64 hay là 63 garden thật đấy. 49 rồi kìa. Mấy way nữa mà bây giờ harvesting nó cũng 2300 rồi. Là mỗi way cũng mua được khá nhiều đấy. Máu thì không nhiều lắm đâu. Tất cả các chỉ số khi mà chơi hai con này kết hợp với nhau thì có cái harvesting là nó được tăng kiểu đột biến thôi. Nó OP, nó gọi đè hẳn thôi chứ còn mấy cái chỉ số khác thì nó bình thường à. Kể cả đam nhá. Đam là mình lấy ba cái item mà tăng đam tốc chạy của quái thì đam nó như thế này đấy. Nếu như mà mình không lấy cái ba cái item đấy thì mình đoán chắc chắn luôn là cái đam nó không thể to đến cái mức như thế này được. Ba cái item kia nó cộng cả đống đam vào rồi. Rồi chúng ta sẽ đứng yên để nhà hút quả nào. Trời ơi, harvesting nó cộng vào này. 2700 harvesting nhá. Cái này bỏ này. Cái này lấy thêm hút máu này. Cái này thì mình sẽ lấy thêm hồi máu, 5 hồi máu. Cái này 9 nha tránh, một garden, một tốc chạy. Một garden nữa. 52 garden này. 53 này. Ờ đây thêm một vương miện này. Ôi ngon. Ra được vương miện là ngon rồi đấy. Lại còn ra sớm quân 13 như này là ngon rồi. 56 garden rồi này. 57 này. 58 này. Lock cái này lại này. Mua thêm cái này đấy. Ok. Bây giờ là mỗi một wave mình sẽ được cộng thêm 8% harvesting nữa. Ờ được đấy. Là cực kỳ nhiều harvesting luôn đấy. Trời ơi, thế thì tí nữa nó phải lên đến những 4-5.000 harvesting mất nhờ. Đây là không có hòn rainbow anh em nhá. Đây là không liên quan gì đến hòn rainbow đấy. Chứ nếu như mà lấy hòn rainbow vào thì nó còn kinh khủng đến cái mức nào nữa thì mình không biết đâu. Bởi vì hòn rainbow nó kinh khủng lắm. Trời ơi, quái nó đông. Cái này cần thêm một cái vết rách nữa thì có thể đánh được quái nó nhanh hơn đấy. Cần thêm cái vết rách nữa. Cái đỏ vết rách có thể chuyển hóa đâm ngắn thì đâm nổ ấy. Đấy, thêm được cái đấy nữa thì clear quái nó sẽ ok hơn đấy. Cái này quái đông quá nhở. Đông thực sự luôn đấy. Ui, quái đông thế. Ui, không tin được luôn đấy, sao quái đông thế nhở. Ui sổi, ăn quả nó cộng hai cái tinh rồi này. 3000 harvesting rồi. Cái này lấy thêm 4 hồi máu. Cái này roll này.
Rona, 3 giáp. Rona, 4 hồi, 4 hút máu. Lấy thêm 5 hồi máu. Đây 5 hồi máu. Ok, một garden. Cái này một garden nữa nào. Đây. 2000 cơ mà mua thoải mái, mua tẹt đi. Mua cho hết thì thôi. Đây. 80 máu à? Kể ra thì cũng hơi ít máu đấy nhưng mà thôi không sao, kệ đi. Rồi lock cái này vào. Wave 16 này. 3700 hai vết tinh rồi. Dự là sau wave 16 này thì mình sẽ được khoảng hơn 4000 hai vết tinh. Hơn 4000 hai vết tinh là lên được đấy chứ. Sao mà lại không lên được? Giờ đang là 3000 mấy rồi. Hơn 4000 thì thoải mái. Cái tầm hút của mình nó cũng ít cơ, cho nên là cái việc là nhặt quả nó cũng đang hơi bị kiểu không được nhiều lắm. Phải dựa hoàn toàn vào cái việc là đến cuối quên nó hút vào ấy. Nhưng mà đi nhặt tay này nó không được nhiều. Nhưng mà nó vẫn nhiều chứ. Nó vẫn tăng một cách kinh khủng chứ. Ấy, vẫn dồn một cục cộng lên kìa. Ấy, ui xồi, nó cộng vào này. Ấy, hơi 4000 chưa? Ui, 4600 rồi đây này. 4600 harvest rồi đây này. 12 nó tránh này, cái này lấy thêm 3 giáp này. Cái này lấy thêm đam ngắn đi. Cái này lấy thêm 12 máu. Cái này lấy thêm 5 hồi máu. Đấy, một cái này. Cầm ba cái này vào, mua cái này. Cái này thì sẽ là tăng chí mạng à? Lấy luôn. Một cái garden nữa. Bao nhiêu garden rồi? 74 garden rồi. Mình bỏ mà trận này chắc chắn là phá kỷ lục về cái việc là garden luôn mà. Thoải mái luôn đấy chứ. Gì có chuyện mà không phá được. Ồ, khéo là mình sẽ phải lấy một cái búa kia để mình chơi theo kiểu đam nổ để có lia quái nó nhanh hơn đi. Chú đang cảm giác là lắm lúc mà nó đông quái quá mình không cần liên được. Có thêm cái búa kia nó gây đam nổ nữa để cần liên quái cho nó nhanh hơn. Mấy con này thì sao ra ít quái thế nhở? Đông lên tí thôi nào, đông như vừa nãy ấy. Ui lắm quả chỗ này, lắm garden chỗ này anh em này. Một trận đấu nó gọi là siêu lắm garden luôn đấy. Trận này chắc là mình nghĩ là lên được khoảng 100 garden đấy. 100 garden là có thể với tới được. Còn nhiều hơn thì mình không biết. Nhưng mà con số 100 là có thể với tới được. Bởi vì bây giờ nó là 70 mấy rồi. Mà mỗi một quay bây giờ nó cộng những 4000 mấy hai vết tinh thì mua đồ thoải mái luôn. Không phải lo, không phải xoắn. Rồi, này, nó cộng quả này. Ui xồi, nó cộng quả như bước còn giật đơ lát luôn mà. Bỏ mấy cái này đi. Mấy cái này lấy thêm 12 né tránh nhỉ. À thôi, 3 giáp đi. 15% attack đi. Cái này lấy thêm attack speed nữa nhỉ. Quan trọng là roll nó phải ra. 15 lắc, đây 15% attack speed. 20% attack speed nữa. Rồi, một garden này. Một garden này, tăng giáp này. Garden nữa này. Đây này. Đây nữa này. Đây nữa này. Đây nữa này. Đây nữa này. Đây nữa, tăng 2 vết tinh này. 6000 2 vết tinh rồi này. Cái này thì trừ con trong quái, tăng 6 đam nguyên tố, lấy giáp. Lấy thêm cái mũi đội cho đẹp thôi chứ còn nó chả có tác dụng gì nhiều ấy. Nullifier. Cái này được này. Được này. Được này, được. Ôi, hết rồi. 94 rồi này. 94, thoải mái lên 100 luôn. Elite này. Tầm này Elite thì mình vẽ vã thì nhanh lắm. Không phải lo, không phải xoắn. Nào, xong con Elite này. Elite tầm này nhanh lắm. Không phải lo đâu các bạn ơi. Quái bây giờ mình cũng không sợ nữa rồi.
Lao vào mình cứ đi, mình ăn quả này là thoải mái hồi máu luôn. Lắm quả như này cơ mà. Và đúng quả như này thì đỡ sao nổi. Nhiều quả thực sự luôn đấy. Trăm máu này. Hồi xong quay 18 này. Xem mà lên được bao nhiêu hai vết tinh đây. Mình dự là trận này có khi lên được 10.000 hai vết tinh ấy. Rồi. Úi trời, lag đơ kìa. 7.000 hai vết tinh rồi. Cái này lấy thêm Samirin 12 cho đam cơ bản này. Cái này lấy thêm 15 lắc này. Cái này lấy thêm 12 cho đam cơ bản này. Mà từ nãy giờ mình còn chưa thèm lấy kiểu hai vết. À cái gì nhỉ, đam kỹ sư. Nếu như mà lấy đam kỹ sư thì nó còn rơi nhiều quả nữa cơ. Rơi nhiều quả nữa thì tha hồ mà lắm quả luôn ấy. Cái này được này. 5.000 5.000 material cơ. Ôi thế thì thoải mái mà lấy chỉ số ấy, cái thứ nhỉ. Thoải mái luôn đấy. Búa plasma kìa. Ôi không cần búa plasma đâu. Tầm này thì cần gì phải búa plasma nữa. Cần một cái là đủ rồi. Không cần đến cái mức nhiều như thế đâu. Thôi cái này lóc lại. Ok quên 19 này. Tầm này là mình có thêm cái hút mà serial nữa thì cứ đứng im thôi. Cứ đứng im thôi và hình như mình có cả đam may mắn nữa đúng không? Có đam may mắn nữa thì có là gây thêm đam may mắn nữa là cũng ngon đấy. Mình nhớ là có một, mình có một cái con voi lên phần thì phải. Còn không có thì thôi không sao. Rồi trông này. Quả kìa anh em nhìn quả kìa. Anh em nhìn cái số lượng quả nó rơi kìa. Nó có kinh khủng không? Này, đi nhặt còn tụt FS luôn mà. Này, trông này. Trời ơi, số lượng quả nó quá nhiều ấy. Số lượng quả nó quá nhiều đến cái mức là nhặt nó còn đơ, nó còn giật, nó còn lag thôi. Rồi, ok. Rồi. Ui trời ơi. Thôi. Level vẫn lên là bằng 9.000 hai vết tinh rồi. Như mình bảo cái way này mà khi kết thúc thì nó phải lên. À cái trận đấu này kết thúc phải lên hơn 10.000 hai vết tinh. Đúng thật luôn, hơn 10.000 hai vết tinh thật. Cái này lấy thêm 15 này. Vào thử mấy turn elite không? Đang thử mấy turn elite không? À nhưng mà vào elite thì cái vương miện kia. À cái vương miện kia nó vẫn còn tác dụng mà. Cái vương miện kia nó không phải là như mấy cái kiểu là tăng hai vết tinh từ đầu game. Cái vương miện này vào elite nó vẫn có tác dụng. Ừ thử vào elite một tí không nhỉ. Vào elite tí đánh cho nó sướng. Cũng ok, cũng được. Mua hết cái này đã, mua hết cái garden thì đã. Mua garden mà mỏi tay đấy. Nào xem bao nhiêu 139 garden rồi. Nào và elite nhá. Lâu lắm thì không đánh elite đấy. Và elite mà cái số lượng hai vết tinh nó vẫn tăng như thế này thì thoải mái luôn đấy. Chùm của elite luôn. Xoắn gì nữa. Rồi mấy con này chết này. Vẫn quá nhiều garden luôn. Bây giờ phải có nhiều tầm nhặt cơ. Có nhiều tầm nhặt thì nó nhặt quả thì nó đỡ lag cơ. Chứ không thì này đến cuối quay lag lắm. Không thì mình trong lúc trong quay này mình cứ để cho nó đánh thôi. Còn đến cuối thì gì nhỉ? Đến cuối thì mới đi hút mà chưa điều. À nhầm, hút hút quả. We'll be right back.
Úi dồi lag kìa. Lá Phoenix này, cái này bỏ này. Cái này thì cộng 40% mà chưa drop, trừ 10% luck à. Lấy được. Cái này thì 5 hồi máu, 20 luck, 16% dam. Này thực ra bây giờ lấy bừa thì cũng được anh em ạ. Là cần phải chính xác. Nó ra mua được hết cái garden thì không. Nhưng mà cái garden thì giờ mà mua thì ấy quá, mất nhiều thời gian lắm. Có cái số lượng ở đó để mua được hết cái này không. Ôi nhưng mà bây giờ nhá, con này mà kiểu mua cái item như này mà mua kết hợp với con Godzilla là cũng kinh khủng đấy. Ui sổ ơi, thôi cái số lượng quả nó cộng vào kìa. Chết người đấy. Ui sổ ơi. Ui sổ ơi. Ui sổ ơi. Ui sổ ơi. Đơ luôn rồi. Tôi xong đơ luôn rồi. Kiểu ấy lắm quả quá rồi. Đơ đơ đơ. Này thôi chịu ơi. Ui 10.000 ham cái tinh rồi kìa. Sổ ơi. Sổ ơi, sổ ơi. Trời ơi. Đỡ sao được. Thôi thôi thôi, thôi. Kiểu này là lại phải xin phép anh em dừng video thôi. Chứ còn bây giờ mà ngồi mà cố mà chơi nữa thì không biết là nó sẽ như thế nào nữa. Ui ghê quá rồi. Thôi ok, chắc là cái video này nó cũng khủng khiếp đến cái mức đấy thôi. Anh em mình sẽ dừng lại đây nhá. Ui 163 luôn này. 163 luôn này. Hôm nọ cái video kia thì là 100. À đâu, hôm nọ cái video mà nguyên con Gardiner là 63, mà video này 163 là cũng ok đấy chứ chả. Hơn 100 cái luôn so với video kia. Ok. Thôi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video hay để lại cho mình like, subscribe kênh mình đừng quên. Comment xuống và bình luận về những nội dung kế tiếp mà anh em xem nhé. Bye bye mọi người, see you again later.